Vâng, xin chào, kênh xe đạp. Vâng, mà bên em mới về một chiếc dòng Java thương hiệu Ý, model Siloro. Và cái dòng sản phẩm Java bên em là đã được review rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua rồi. Thì cũng được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao về cái thương hiệu Java này. Thương hiệu đến từ Ý của dòng Siloro, sản phẩm Java. Và cái lần này em về được cái mẫu size cao, size 52. Và phù hợp với bác mà vừa rồi hỏi em mà bác trên 1m65 đổ lên. Xe đánh giá rất là đẹp nhé, cái tông màu xanh đen và da cam này là cái tông màu đẹp nhất của cái dòng Road Java. Và bây giờ xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, lần này thì chiếc mẫu Java model Siloro bên em mới về với cái tông màu đen ghi cam. Em đánh giá tổng thể xe đánh giá là trên 95%, rất là mới luôn các nhá, hầu như không có một vết xước vào trên khung xe cả. Đây là một thương hiệu đến từ Ý. Đây, trên khung xe đây. Vâng, xe làm từ hợp kim nhôm các nhá. Hợp kim nhôm siêu nhẹ của cái dòng cao cấp. Nước sơn còn rất là bóng và đẹp các nhá, sơn đen lì. Màu sơn rất là khỏe xe. Đây là cái màu sơn xanh đen và da cam. Đây là màu xe đẹp nhất của cái dòng Java, dòng Road. Đây là cái lớp sơn 3D sần trên khung xe, rất là đẹp, gần như là mới nguyên cho model Siloro mà em giới thiệu trong rất nhiều thời gian vừa qua. Đây là thông số của dòng xe đây, tất cả những thông số của xe trên khung xe. Và xe cũng được sử dụng với bộ khung khí động học đây, khung dẹp và nhỏ gọn, cọc yên dẹp giúp cái lực chắn gió dòng đua cho các bác đi tốt hơn đấy, rất là cao cấp đúng không nhá. Xe có chiều đứng là size frame slim size 52, tức là size em đã áng chừng của nó là bắt bao các bác cao từ trên 1m65 đến 1m7 đi vừa cái dòng một xe này. Đây là một mẫu dòng đốt anh em mới về với cái bộ khung size 52. Xe cao cấp vẫn được trang bị với bộ rơm sườn. Và như em đã nói ở những cái video lần trước về cái dòng Java thương hiệu Ý thì đều đi những cái đồ phụ kiện phụ tùng theo những cái dòng của thương hiệu DK. Đây, DK aluminum, cái dòng nhôm siêu nhẹ của dòng Java, chính hãng nguyên bản theo xe, càng cua càng dẹp đấy, các bác có thể tùy tay vào càng xe đây, rất là dễ dùng và dễ bám sử dụng, cũng của DK luôn, chính hãng nguyên bản theo xe, rất là mới. Đây, cam miếng cao su của lót tay bên trên đây có rất là mới nguyên luôn, xe rất ít sử dụng, em đánh giá trên 95%. Xe sử dụng cái bộ tay lắc của Shimano Sora, chính hãng nguyên bản theo xe. Bên tay trái em là bộ tay lắc bên đĩa, bên phải em là bộ tay lắc bên lip, chính hãng của Shimano Sora. Càng carbon nữa nhá, rất là cao cấp, càng carbon chính hãng của Java luôn. Mayer và vành của Captiva DK, một cái mẫu dòng là Captiva DK mẫu phiên bản cao cấp với độ gọi là vành đĩa, vành một vành đổ. Đấy. Vành nhôm đĩa, vành đổ, nhưng mà đây là một cái vành dành cao cấp của dòng DK model Captiva. Đấy. Cái mẫu vành này là giúp cho bác lực chắn gió rồi, rất là mỏng và nhọn, gọn đấy, rất là sắc bén vào những cái đường cua, đường đua, khung đường. Rất là cứng nữa. Kích thước lốp là 700x23C. Lốp còn rất là mới. Đây bác nhìn đây, lốp này. Lốp vẫn còn cái gai lốp trên lốp xe đây.
Xe được trang bị với đầy đủ tất cả các phụ kiện của dòng DK, rất là cao cấp. Cọc yên nhôm dẹp đấy. Sử dụng cái bộ khung khí đồng hồng rất là lướt xe các bác nhá, dòng cao cấp. Yên xe chính hãng của DK, còn rất là mới nguyên bản theo xe. Cọc yên DK, logo biểu tượng đây của DK, nguyên bản theo xe. Gạt đĩa của Shimano Sora cao cấp. Bùi đĩa trục rỗng, bùi đĩa nhôm trục rỗng của DK, cũng là của hãng DK nguyên bản theo xe luôn, rất là cao cấp. Bùi đĩa rất là mới các bác nhìn nữa, bùi đĩa đây. Em quay sát các xe một mới nguyên bản theo xe đây, rất là mới. Em đánh giá xe là lần này về là mới, rất là hiếm bên em về một chiếc như vậy. Em đánh giá là trên 95%. Đây là mối rêm sườn bên dưới khung xe, mối trục rỗng, củ đề Shimano Sora chính hãng nguyên bản theo xe, trang bị với 9 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Xe được trang bị với cặp mai ơ bạc đạn cối lổ nhá. Đấy, rất là cao cấp của cái dòng Sava. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Mai ơ cối lổ. Đấy, lên lip rất là trơn chua mượt mà, xích lip còn rất là mới nhá, nguyên bản theo xe. Rồi xuống lip. Đây là một mẫu Java thương hiệu Ý mà em đã trong thời gian qua rất là bán chạy và được rất nhiều các bác review sản phẩm rất là tốt bên em. Bên em bên tay phải em là bùi đĩa trục rỗng DK, đặt đĩa Sora, bốn đĩa, hai tầng đĩa, lên đĩa, nguyên bản theo xe. Vâng, qua đây là tổng thể tổng kết xe Java đua cả carbon với một group Toyota của DK chính hãng của Nguyễn Đình Dũng, và xe đánh giá là trên mới trên 95%, và xe đánh giá rất tốt bên em là 9 triệu, bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Đó là quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm chia xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và đây là mẫu Java thương hiệu Ý em mới về, với cái size là size 52 chiều cao đứng của xe, tức là các bác cao từ trên 1m65 đến trên 1m7. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.